Bã cà phê có rất nhiều công dụng mà có thể bạn chưa biết. Hôm nay hãy cùng đặc sản Ban Mê tìm hiểu nhé! Thông thường thì sau khi pha cà phê xong chúng mình sẽ bỏ bã cà phê đi đúng không nào? Tuy nhiên thì lần này hãy cùng chúng mình để lại bã cà phê và xem một số cách tái sử dụng bã cà phê nha! Các hạt thô trong bã cà phê có tác dụng giống như một loại tẩy tế bào chết, giúp bạn loại bỏ bụi bẩn và sạch sâu làn da. Bạn có thể sử dụng bã cà phê trộn đều với một ít mật ong, sau đó thì sẽ dùng để tẩy lên làn da của mình nhé. Phương pháp này còn giúp làn da của chúng ta trở nên mềm, ẩm và mịn hơn. Còn có một cách tẩy tế bào chết nữa, đó là các bạn sử dụng hỗn hợp sữa chua cộng với một ít dầu ô liu và trộn đều vào bã cà phê. Các bạn có thể sử dụng để làm tẩy tế bào chết cho phần body nha. Không chỉ có tác dụng làm đẹp với làn da, bã cà phê còn giúp bạn giảm quầng thâm mắt, trị mụn cũng như là ủ tóc nữa đấy. Để không lãng phí phần bã cà phê, các bạn có thể sử dụng bã cà phê pha cùng với một chút nước để bón tưới cho cây trồng. Tận dụng một lần pha cà phê, chúng ta có thể có cà phê ngon để uống, đồng thời có bã cà phê để làm đẹp này hoặc là bón cho cây trồng. Để tham khảo thêm các loại cà phê đặc sản, các bạn hãy bấm vào giỏ hàng phía dưới bên góc trái màn hình nha.